Vâng, xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn, những khán giả thân yêu của Vinasport. Hiện nay thì chúng tôi đã có vừa mới về khách sạn và thời điểm này là thời điểm khá là đêm tại Philippines rồi. Sau một hành trình đón đội tuyển ở đây thì phải nói rằng một lần nữa vô cùng bức xúc. Đấy là vấn đề tắc đường. Đấy, tắc đường. Chúng tôi đi thì người ta gọi là đi từ lúc sáng tinh mơ và lúc về thì tận đêm mới về. Lý do tắc đường dã man luôn và mạng ở đây rất yếu. Nên là bọn mình thường xuyên là đưa những cái bản tin nhảy lên rất muộn cho anh em bởi vì lý do là mạng kém. Các bạn phải tưởng tượng là một cái video bản tin của mình 10 phút mình đăng tải gửi đến các bạn ở Việt Nam thì chắc là khoảng tầm 15 phút là lên YouTube rồi, nhưng mà ở đây hai tiếng mới lên được. Nhưng không sao, bây giờ thì bọn mình sẽ cùng mời quý vị các bạn theo dõi những hình ảnh đầu tiên của đội tuyển Việt Nam đặt chân lên đất Philippines, chuẩn bị cho mục tiêu chinh phục huy chương vàng SEA Games 30. Có gì đặc biệt? Về muộn lắm, bây giờ mới tắm xong. 11 giờ thôi. Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển Việt Nam sau hành trình bay kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ đã có mặt ở sân bay thủ đô Philippines trong một trạng thái vô cùng sung mãn cả về thể chất lẫn tinh thần. Nhóm cầu thủ U22 của chúng ta rất nhanh chóng hoàn thành thủ tục và di chuyển ra bên ngoài. Trên khuôn mặt của họ luôn sẵn sàng nở những nụ cười như mùa thu tỏa nắng để gửi tặng người hâm mộ. Đặc biệt, một số cầu thủ hot boy như Bùi Tiến Dũng hay Quang Hải ngay lập tức bị các fan nữ ở sân bay vây kín đầy cuồng nhiệt, tặng hoa, quà và xin chụp ảnh. Bên cạnh đó, nước chủ nhà Philippines cũng ra tận sân bay để tiếp đón và tặng những món quà đặc trưng của đất nước này, khiến các cầu thủ của chúng ta vô cùng thích thú. Chủ nhà cảm giác họ rất nhiệt tình và chào đón cực kỳ nồng hậu đoàn thể thao Việt Nam. Có một điểm rất đặc biệt là sau khi các cầu thủ ra bên ngoài khoảng 15 phút thì huấn luyện viên Park Hang-seo lúc ấy mới bước ra và vị thuyền trưởng của U22 Việt Nam đi cùng đoàn bóng đá nữ với huấn luyện viên Mai Đức Chung và những cô gái vàng của chúng ta.
Một nghĩa cử vô cùng cao đẹp và quen thuộc của huấn luyện viên Park là do đoàn U22 Việt Nam rất đông người, với số lượng lên đến 40 thành viên, bao gồm cả các tuyển thủ, ban huấn luyện và những người làm công tác hỗ trợ hậu cần, nên một chuyến xe to của chủ nhà dù đã bố trí rất cẩn thận nhưng không thể chở tất cả đội tuyển trên một chuyến xe về khách sạn được. Huấn luyện viên Park Hang-seo quyết định nhường cho các học trò của mình lên xe trước, còn ông cùng một số cộng sự ná lại để đợi một chuyến xe khác di chuyển về khách sạn sau. Thậm chí huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn có một số biểu cảm vô cùng đáng yêu và vui vẻ dù phải chờ đợi một khoảng thời gian không hề ngắn để về khách sạn tại Manila. Trái ngược với hình ảnh của bóng đá nam thì các cô gái của chúng ta bước ra ở phía sau trong sự nhẹ nhàng, có phần đến lặng lẽ. Không được săn đón dồn dập và vũ bão như các đồng nghiệp nam, nhưng những cô gái của chúng ta vẫn giữ được một trạng thái tâm lý rất tốt, vẫn vui cười và gương mặt ai nấy đều như những bông hoa nở rực rỡ giữa trời đêm Philippines. Hãy nhớ rằng những cô gái mảnh mai này đã đánh bại Thái Lan để lên ngôi vô địch Đông Nam Á 2019 của bóng đá nữ, và họ vẫn luôn cực kỳ chân chất, giản dị đến như vậy. Chúng tôi, những người làm chương trình của Vietnamsport, rất mong quý vị và các bạn hãy dành thêm tình cảm của mình để quan tâm, theo dõi, cổ vũ đội tuyển nữ Việt Nam hơn nữa trong thời gian tới, mà trước mắt là trong kỳ SEA Games 30 này. Họ cũng là những vận động viên đại diện cho Việt Nam, khoác lên mình màu cờ sắc áo của Việt Nam và luôn cống hiến hết mình cho Tổ quốc. Tiệu chung lại, các tuyển thủ của chúng ta dù là nam hay nữ đều rất sẵn lòng ra trận tại Philippines và mang huy chương vàng về dành cho người hâm mộ. Ngày mai 23 tháng 11, dự kiến cả đội tuyển U22 Việt Nam và đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có buổi tập đầu tiên trên đất Philippines chuẩn bị cho hành trình săn vàng ở SEA Games 30.